Vâng, mình chào quý anh em nhé. Trong khoảng thời gian cách đây gần một tháng mình có nhập về cái mẫu bật lửa Zorro này. Cây này thì cũng rất là đẹp anh em nhé, bán rất là chạy luôn. Đợt nó mình nhập về đâu có tầm khoảng 10 cây, mình bán chỉ trong một ngày là hết luôn anh em nhé. Thì sau đấy một khoảng thời gian thì nó lại cháy hàng và bây giờ nó lại về thêm anh em nhé. Thì mình quay lại để mình thông báo cho anh em biết. Cách đây tầm khoảng 4 đến 5 ngày gì đấy, mình có gặp một cái trường hợp là anh khách ấy, hỏi cái cây Zippo mà 390 ấy. Xong rồi mình báo còn xong anh ấy chửi mình luôn, là báo là tại sao mà cách đây 2 hôm tôi hỏi hết mà bây giờ tôi hỏi lại ông lại báo còn, có phải ông lừa đảo hay không? Ông chửi mình luôn anh em nhé. Thì tiện đây mình nói qua luôn đấy, là hàng bên mình là về liên tục nhé. Bên mình có rất là nhiều mẫu, như anh em có thể biết là trên website của mình ạ, hầu như là mẫu nào cũng còn anh em nhé. Còn thì mình báo còn hết, thì mình báo hết tầm khoảng phải hơn 200 mẫu anh em nhé. Mà 200 mẫu mà cứ anh em cứ nhân với mỗi mẫu tầm khoảng 5 cây thôi, xem là bao nhiêu mẫu, và giá tiền của nó cứ tầm khoảng gần 1 triệu một cây thì vốn biết là bao nhiêu cho vừa, đúng không ạ? Thế nên là mình cứ nhập tầm khoảng mỗi mẫu tầm khoảng 10 cây nên đôi khi nó hết hàng anh em nhé. Nên là anh em thông cảm, có về thì mình sẽ quay lại cho anh em. Đấy, một số anh em mà hiểu biết thì không sao, nhưng một số người không hiểu biết nên là nó hơi khó khăn phức tạp cho mình một chút. Ok, cái hộp này thì là hộp của thương hiệu Zorro anh em nhé. Nếu như anh em đã từng nghiên cứu kỹ về cái dòng bật lửa này thì cũng biết là Zorro là một thương hiệu hết sức nổi tiếng của Hồng Kông anh em nhé. Nó là một thương hiệu của Hồng Kông, đấy, không phải là thương hiệu của Mỹ anh em nhé. Tuy nhiên cái dòng Zorro này nó thương hiệu nó ít hơn nhưng mà cái chất lượng của nó rất là tốt anh em nhé. Nó không hề kém cạnh về Zippo ở cái mặt cái vỏ này, không hề kém cạnh, thậm chí còn một số cái còn vượt trội anh em nhé. Đấy, nó chỉ có cái ruột là nó không đẹp bằng, mình công nhận là như thế, nhưng cái vỏ là nó không hề kém cạnh, thậm chí là nó vượt trội. Còn về cái công năng sử dụng thì nó như nhau anh em nhé, công năng sử dụng là như nhau, độ bền là như nhau luôn. Ok, quay lại với cái sản phẩm này thì đây là một sản phẩm được làm vừa bằng thủ công vừa bằng khắc máy anh em nhé. Ví dụ như anh em thấy này, cái chữ mô tô Harley Davidson Company này, công ty Zippo à, công ty mô tô Harley Davidson đây. Đấy, cái này thì nó được khắc chìm anh em nhé, khắc chìm xuống các cái chữ xung quanh để làm cho nối cái chữ mô tô này lên. Đấy, nối lên thì đây là khắc bằng máy anh em nhé. Các cái này cũng khắc bằng máy. Còn những cái vân này này, đây, những cái vân này là nó khắc bằng tay anh em nhé. Đấy, nên là đôi khi những cái này nó sẽ khác với những cái khác. Đấy, những một số họa tiết này nó sẽ khác nhau trên những cái bật lửa khác anh em nhé. Mình zoom một chút cho anh em xem. Cây này rất là đẹp, một trong những cái cây Zorro mà đẹp nhất bên mình từng phân phối anh em nhé. Trên đây có con đại bàng này. Đấy, cái này thì cũng rất là kín. Về cái bản lề của nó thì nó có 5 chấu và cây này thì bản lề cũng kín. Cái độ cầm xăng của cây này thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 5 đến 7 hôm anh em nhé. Đấy. Và cái công nghệ khắc cái này cũng khá là hay anh em nhé. Nó khắc từ mặt sau này để nó vắt sang cạnh bên anh em nhé. Tương tự như những cái cây mà 360 độ manticat như thế. Khắc rất là cao cấp luôn. Nó sẽ không kiểu như là cắt một mặt trước hoặc là một mặt sau riêng lẻ anh em nhé. Nó cắt như thế này thì công nghệ này nó cao cấp hơn, thì giá cả nó cũng cao hơn anh em nhé. Những cái cây mà Zippo cắt kiểu như thế này thì nó cũng đắt như vậy. Đấy, bên trên thì cắt như thế này đây. Do mẫu này bằng đồng nên là anh em dùng nó sẽ không bay màu được anh em nhé. Anh em dùng sau một thời gian thì nó càng dùng nó càng lên màu, màu càng đẹp. Đấy, đến cái mộc đáy thì như anh em thấy đây, trên đây là được dập chìm anh em nhé, logo thương hiệu Zorro. Đấy, mình để cho bắt nét. Đấy, còn cái này được sản xuất từ năm 22 anh em nhé. Đấy, và bên dưới có chữ brass. Brass đây là ký hiệu của đồng thau anh em nhé, brass là đồng thau. Ok, thì bây giờ mình sẽ test âm cho anh em nghe này. Đấy, âm thanh đấy anh em nhé. Và bánh xe thì rất là bén luôn. Này, mình quẹt thì nó tia lửa bắn ra rất là nhiều anh em nhé. Mình rút ra cho anh em xem. Bên trong thì nó như thế này đây. Bên trong cái này có màu đen lem lem như thế này anh em nhé. Nguyên nhân nó có màu đen như thế này thì cái này nó được làm kiểu như lên sơn lớp màu đen này, cũng không phải là sơn đâu, nó tạo kiểu như màu để cho nó đen, làm cho nó nổi bật như thế. Thì bên trong nó cũng có anh em nhé, những cái Zippo của cái dòng này cũng đen đen như vậy luôn. Cái sản phẩm này này, ở trên Zippo cũng có một chủ đề cũng tương tự, cũng giống như thế này, không phải là tương tự mà giống 100% luôn anh em nhé, chủ đề như thế này luôn. Cái ruột của cây này thì là bằng đồng anh em nhé. Đấy. Zippo thì không có cái ruột nào bằng đồng hết. Tuy nhiên ở dòng Zorro này thì cây này cái ruột nó sẽ bằng đồng anh em nhé. Bằng đồng thì cũng rất là đẹp. Đấy, mặt sau nó như thế này đây. Về cái cổ đá thì đây. Đấy, cổ đá. Bánh xe. Bánh xe thì rất là bén rồi. Đấy. Cái này thì bên shop mình sẽ bảo hành 5 năm nhé. Bảo hành những cái vấn đề như tương tự như là Zippo luôn. Nếu mà gãy lưỡi gà này, bảo hành miễn phí. Đấy, còn bong bán lề này cũng bảo hành cũng miễn phí luôn anh em nhé. Đấy, cái lưỡi gà rất là cứng cáp này. Châm xăng thì châm vào đây. Mỗi lần châm xăng thì dùng cũng tầm khoảng 5 đến 7 ngày gì đấy. Ok. À, thêm một cái điểm đặc biệt của cái cây này nữa này. Đấy, anh em để ý nhá, bên dưới đây nó có một cái lá thép này. Một cái lá thép này nó chẻ ra thành hai cái anh em nhé. Hai cái này thì nó đẩy ra. Đẩy ra làm cho cái ruột này khi mình nhét vào thì nó sẽ đẩy cái ruột này ra, làm cho chắc hơn anh em nhé. À, thêm nữa nó có 4 cái chấm này này. Đấy, thì cái ruột nó sẽ chắc chắn hơn. Đây cũng là một cái cải tiến anh em nhé, một cái cải tiến của dòng bật lửa này. Zippo nó cũng không có được cái cải tiến này đâu, nên là đôi khi Zippo bật ra bật vào nó còn trồi lên, nhưng cái này thì ít trồi anh em nhé. Âm cũng rất là hay. Nếu như cây này là Zippo thì nó giá là 1.500.000 anh em nhé. Shop đang sale còn 1.500.000 đối với cây Zippo. Còn cây này thì nó giá nó rẻ hơn anh em nhé, chưa bằng một cái số lẻ của nó, giá là 480.000 480.000. Và mã số sản phẩm đây anh em nhé, RR92. Vâng, anh em muốn lấy cây này thì nhanh tay alo cho shop nhé, số lượng cũng có hạn thôi ạ. Vâng, anh em xem video cho shop một đăng ký kênh và một like nhé. Cần xem ảnh sản phẩm này thì ấn vào link bên dưới bình luận hoặc mô tả. Còn nếu muốn xem thêm nhiều mẫu khác thì lên Google và chữ zipmen.vn ạ. Vâng, kính chào tạm biệt.